Dạ, Mỹ Huyền xin rất cảm ơn. Và kính thưa quý vị, một bài hát mà Mỹ Huyền nghĩ là rất có ý nghĩa đối với riêng Mỹ Huyền và đối với chung của quý vị. Một bài hát do cố nhạc sĩ Thu Hồ, và ông chính là thân phụ của Mỹ Huyền, đã sáng tác bài hát này, Mỹ Huyền nghĩ là cũng gần 70 năm rồi, nếu tính từ ngày mà ông viết bài hát này cho đến hôm nay. Và ông đã qua đời năm 2000. Dạ thưa con, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, Mỹ Huyền xin kính mến mời quý vị thưởng thức ca khúc Bất Hủ của ông, cố nhạc sĩ Thu Hồ, ca khúc Quê Mẹ. Chiều chiều ra đứng ngó, ngõ sâu trông về quê mẹ ruột nợ đau chín nở chiều. Đêm khuya trăng mơ, mắt trông về trong cõi xa mờ, nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê nơi chốn xưa có bà mẹ hiền, tóc màu hoàng bạc chiều chiều mắt ngấn lệ vì con ra đi, con dâng đời cho gió sương. Quê người ngồi nhớ tên ngày vui qua, bên mẹ thường hát khúc ca ngày đi. Cứ nhìn quê cũ lẫn trong sương mờ, mẹ ơi ra đi đời con giá chi. Mơ ngày ngồi dưới ánh đèn lầm ly, gió chiều thường nhạc khúc ca biệt ly. Em tới một bó nữa. Xin cảm ơn con. Xin cảm ơn. Và với tay đờn keyboard rất là dịu dàng, mời quý vị một tràng pháo tay cho anh Quốc Anh thưa quý vị. Đêm khuya trăng mơ, mắt trông về trong cõi xa, nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê hương nơi chốn xưa có bà mẹ hiền, tóc màu hoàng bạc chiều chiều mắt ngấn lệ vì con. Hãy subscribe.
cảm ơn ca sĩ.